Khán giả cho rằng Phương Mỹ Chi đi hát 10 năm không hẳn là gương mặt mới. Ngoài ra, người xem tranh luận khi nữ ca sĩ trượt phần lớn hạng mục đề cử tại Làn Sóng Xanh lần thứ 26. Tại lễ trao giải âm nhạc Làn Sóng Xanh lần thứ 26, Phương Mỹ Chi đã vượt qua Double Duty, Rider, Vũ Phụng Tiên và Pháo, trở thành gương mặt mới xuất sắc. Đứng trên sân khấu, cô bé dân ca khóc nức nở, cho biết bản thân đã mong chờ giải thưởng này 10 năm qua. Trên sân khấu, cô phát biểu: "Ngày hôm nay, được đến đây là một giấc mơ đối với em đã mong chờ ngày này 10 năm rồi. Theo mọi người biết thì 10 năm trước em đã đi hát và cũng đã từng nhận giải thưởng. Nhưng lúc đó em không biết nói gì hết và thật sự lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được hết giá trị của những giải thưởng mà mình được cầm. Cho đến hôm nay, khi em được cùng những người đồng đội của mình tạo ra album Vũ Trụ Có Bay, ngày 24 tháng 9 năm 2023 là một ngày em không bao giờ quên vì đó là ngày diễn ra showcase Vũ Trụ Có Bay. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi cảm thấy 3.000 trái tim đã hướng về em, dõi theo và ủng hộ, không một ai đến vì mục đích khác cả. Em đã diễn rất là nhiều sân khấu, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được khán giả riêng của Phương Mỹ Chi là như thế nào. Phương Mỹ Chi đi hát 10 năm nhưng nhận giải gương mặt mới là sao? Vẫn hơi cấn khúc này. Nhận giải gương mặt mới thì cũng hơi cấn nhẹ, phải là một gương mặt ít người biết hơn chứ. Tôi bị xì keo. Danh sách gương mặt mới có Vũ Phụng Tiên là phù hợp nhất với tiêu chí gương mặt mới, là bình luận của khán giả. Trước đó, nhiều khán giả cũng thể hiện sự thắc mắc khi tên Phương Mỹ Chi bất ngờ có trong danh sách đề cử gương mặt mới xuất sắc, dù cô đã đi hát 10 năm, có trụ đứng riêng ở VBiz. Để giải đáp thắc mắc, đại diện ban tổ chức Làn Sóng Xanh cho biết hạng mục gương mặt mới xuất sắc ghi nhận thành tựu nghệ sĩ ở lĩnh vực nhạc trẻ. 2023 là năm đầu Phương Mỹ Chi có ca khúc nhạc trẻ thành công lọt vào bảng xếp hạng của Làn Sóng Xanh. Ban tổ chức cũng chia sẻ thêm, không chỉ Phương Mỹ Chi mà cả Vũ Phụng Tiên, Pháo và Rider đều đã hoạt động nghệ thuật lâu năm, nhưng đến năm nay mới lọt vào đề cử của Làn Sóng Xanh ở hạng mục này. Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng với sự lột xác của Phương Mỹ Chi trong năm qua, cô xứng đáng nhận được nhiều hơn một chiếc cúp tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay. Khi ban tổ chức công bố danh sách đề cử, nữ ca sĩ áp đảo cùng Văn Mai Hương với 6 hạng mục gồm nữ ca sĩ của năm, gương mặt mới xuất sắc, album của năm, MV của năm, hòa âm phối khí, sự kết hợp xuất sắc. Theo tôi đánh giá, Phương Mỹ Chi xứng đáng có thêm giải thưởng khác, chẳng hạn album của năm, ít nhất là MV của năm. Cứ tưởng Làn Sóng Xanh lần thứ 26 là sân chơi của Phương Mỹ Chi. Album của Phương Mỹ Chi lần này được đánh giá khó hát, nhưng bạn vẫn làm tốt, hát live cũng ổn, nhưng vẫn không thắng giải. Khán giả nêu quan điểm. Tuy nhiên, số khác cho rằng Phương Mỹ Chi có nhiều thay đổi với album Vũ Trụ Có Bay, nhưng xét về tính tổng thể, nữ ca sĩ chưa đủ để nhận giải thưởng quan trọng như nữ ca sĩ của năm hay album của năm. Dù thế nào, đây cũng là một bước thành công của Phương Mỹ Chi khi lần đầu ra album nhạc trẻ đã liên tục nhận được thành tích ấn tượng và đặc biệt hơn là được khán giả cực kỳ yêu thích, ủng hộ.